Có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tấm cáp, mình tự mình cho mình làm. Thanh Nhã xin hân hạnh mến chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking cùng với lại anh Tô Hương Vũ và anh Hoàng Thanh. Happy Halloween quý vị. Happy Halloween kính thưa quý vị, trong cái không khí bắt đầu trời se lạnh từ từ lại nè. Và mình thấy là trời bắt đầu tối nhanh hơn phải không? Đúng rồi, chứ nhanh không tối hơn. Nhiều nữa. Mình đã đổi giờ rồi. Đúng rồi, đổi giờ rồi. Đúng chưa? Ra mỗi năm mà chưa có cái dịch bệnh thì bây giờ đây là trong những cái mall với những cái khu shopping đông, rất là đông. Dạ. Nào là những cái đồ hóa trang, đồ đi rồi thử. Anh vô mall shopping còn nhớ hả? Đồ dục tùm lum hết trơn, không có lựa được luôn. Nhưng mà bây giờ chắc không còn, không biết chắc không còn không khí được, bởi vì mình không được thử đồ nữa. Dạ. Mình chỉ có thể nhìn rồi mình lấy về nhà mà thôi chứ không. Dạ. Nên là mọi thứ nó sẽ bắt đầu nó thay đổi. Mà không có sao, quan trọng là mình ở nhà mình enjoy. Mà năm nay mình chỉ chơi ở nhà thôi, không được đi đâu hết. Thì em có mùa dịch đó. Bữa nay quý vị thấy anh nhà bling 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 không? Đó, thấy chưa? Đó, lôi đồ từ mấy năm trước. Em quá trang nhân vật gì vậy? Dạ không, năm ngoái thôi anh. Mấy năm thì mới mùa năm ngoái thôi. Giống chuột Mickey quá vậy. Đúng rồi, là chuột Mickey nhưng mà phải có chiếu xin sao học lần thành nhà mới chịu. Nhưng mà phải có cái mỏ con chuột có râu chút xíu vậy nè. Em phải dễ. Em phải dễ, đúng không? Giờ lấy có loại nghẹ không? Biết đi. Còn anh Thành làm gì là hai con mắt thờ lòi. Hai con mắt nó hợp với cái áo luôn nè. Con mắt thờ lòi nè. Anh hả? Wow. Ai biết đâu có gì lấy. Dơi đó. Nói nghe nè, con dơi là nguồn gốc của Kobe đó. Ừ, Kobe vậy hả? Đúng rồi. Kobe cho dì dơi sao? Thôi lỡ rồi, tâm lên là Kobe đi. Giờ bỏ con dơi vô nồi đi. Đó, quý vị thấy không? Trên cái bàn của Garden Cooking hôm đúng nay rồi, có trên, decorate. Cái. Mình làm ở trong một cái hang động. Đúng rồi, mình đúng vừa không? Có con khủng long nè. Mình vừa có con nhện nè. Bữa nay mình nấu con gì? Mình có con chuột nè. Hôm nay nhưng mà mình nấu con gì hả? Em không biết mình nấu con gì. Đừng leo con chuột Mickey đâu nấu nha. Thường thường á là cái Halloween á, tới gần qua Halloween xong rồi tới Thanksgiving rồi. Đúng rồi. Mà thường thường nó hay có những cái trái pumpkin, những cái trái bí rợ, bí đỏ.
Nói tới Halloween là không có thiếu mấy trái pumpkin đúng, được. Đúng, đó, cho pumpkin nên là trước đó. Mặt quý vị là có những cái trái pumpkin, nhưng mà cái trái pumpkin đó là mình có nấu ăn được luôn. Cái này là cái sự mình chọn lọc những cái món như là cái pumpkin này mới nấu ăn được đây nè. Dạ. Đây nè, ủa, đó. Cái này là bí đỏ. Bí đỏ nè, cả nhà ơi, đi vô những cái chợ Việt Nam hay là chợ Mỹ đều có hết trơn á. Chúng ta thấy cái vỏ ngoài chứ mà nó khó, nó hơi khó gọi chút xíu. Dạ, phải dùng sức nha. Dùng cái dao cho bén hay dùng cái búa chặt là, nó xuống. Chặt nó xuống. Còn những cái trái này thì thôi chúng ta phải đập. Nói chung bổ cũng được nhưng mà phải có cây búa. Mấy trái này nó để chừng khoảng 1 tháng là tự động nó sẽ mềm. những cái pumpkin mà quý vị thấy đó thì bên đây các bác biết nhiều rồi. Mấy cái đó mình hay mua em ơi, trước nhà đó. Với lại á, mà mình đi lại đến những cái chỗ họ điêu khắc á, họ gọt mấy trái cây á, họ làm một cái trái cây có cái nắp. Anh điêu khắc ừ, mất công là mặt em nó bay hết. Em muốn điêu khắc hình con gì? Dạ không, mặt em xinh đẹp chứ có nhiều quá chị. Đó, cả nhà thấy là trên đây là có đủ trái bí không? Đây là bí gợ nè, đây là bí pumpkin nè, phải không? Bí đỏ. Đúng rồi. Đây cũng là pumpkin luôn nè. Pumpkin đó, để bán được. Trái pumpkin nhỏ nhỏ cũng dễ thương lắm nè. Đó, thấy không? Cái trái này giống trái kẹo quá gì, nó có đường ở ngoài, phải không? Cái đó pumpkin hả? Sao với trái quýt gì nhỉ? Dạ, em mời. Mật ngọt chết đường. Dạ, đúng rồi. Chết rồi anh ơi. Em để đây cho mấy con rồi nó chết nha. Vậy hôm nay mình sẽ nấu về cái món một trong những cái loại bí này. Ở đây là bí bầu bí nè ha. Đúng cái trái này mới là bầu bí. Rồi hôm nay mình nấu cái trái bí này đi, bí rợ. Việt Nam mình hay gọi là bí rợ, bí đỏ. Bí mang rợ. Không, bí rợ. Bí rợ gì? Nó có hai loại nha. Một cái bí bự nữa, thứ này nè. Thì ở trong cái nhân nó ngọt mà nó mềm hơn, còn cái này là nó có cái độ dẻo dai, nó bùi ở trong nó ngon hơn. Mà đặc biệt cái bí này của người Việt Nam mình, bí này hồi nhỏ mình hay ăn lắm nè. Em càng để em muốn nó ngon, để em lâu càng để nó lâu, để lâu á, em để lâu nó mới ngon, nó dẻo. Nếu không đúng chưa kể là hạt bí người ta rang lên, rang làm nhiêu cái hạt hướng dương gì không em? Dạ đúng rồi, rất là ngon ha. Mà ăn nó xào ngoài có muối, mình cắn rất là ngon. Đúng rồi, ghiền lắm nha. Còn cái này thì mẹ em nấu canh bí, em nhớ là cái lúc mà em đi học lớp 9 là mẹ nó ăn cái này là tốt cho trí nhớ, tốt cho não gì không biết nữa, mẹ cứ cho ăn canh này hoài luôn. Dạ. Bây giờ nó nhanh quá rồi. Vậy quá. Cho nên cái não bây giờ nó không đủ thì mấy anh chọc, mấy anh bị hại não. Lần nào Thanh Nhã lên show cũng bị chọc, mấy anh em chiến đấu với nhau kịch liệt luôn. Nhưng mà dạ, hôm nay là... thì muốn gửi cho quý vị không khí đúng vui rồi thôi. Tại vì lên show là anh lễ em phải mà đang không ký lễ mà tức anh em là phải đúng. Giống như là có một cái sự gì đó mình chặt chém, không phải chặt chém, mình cặc khịa với nhau gì đó. Đúng không, đúng dù đúng cho rồi. Đẹp trước mấy ông lễ mình nói mình đẹp dễ thương thì mình nói không dễ thương, ai nói dễ thương đúng rồi đó, phải bớt lại đúng rồi, để cho mà lỡ có đu dây điện dữ quá thì mình cũng kéo xuống còn kịp. Nhưng mà hôm nay á anh sẽ nấu một cái món này cho Nhã với là anh Vũ ăn, một cái món trở về tuổi thơ. Mà lâu lắm rồi bên đây chưa có thấy cái nhà hàng nào nấu, hoặc là mình đi ăn cũng chưa có thấy cái chỗ nào mà bán cái món này hết. Thật sự thì Thanh Nhã cũng không đoán được luôn quý vị, tại nghe nói món của tuổi thơ nhiều khi em không có nhớ. Thường thường là anh ăn cái gì? Canh là canh bí nấu với thịt bằm với hành lá. Nhưng mà nếu bữa đó không sai là nhìn này món chay phải không? Mình nó vừa thịt chay ăn được mà mặn ăn được luôn. Tại vì em thấy có bí đỏ nè, đó, em thấy nấm nè, đó, đậu hũ nè, nước dừa, đậu phộng, rồi xả không với lại thịt. Hành đúng rồi hành. Nhưng mà hôm nay thiệt ra là cái món này mình nhắc lại những người mà ai mà đã từng ăn hồi nhỏ rồi sẽ nhớ lại thôi, đó là món bí rợ hầm nước dừa. Cũng là kiểm nước dừa là kiểm á, nó cũng giống như là kiểm là người ta gọi là chè mà dạ, biết kiểm không? Kiểm dạ, chè đó dạ. Kiểm không? Kiểm là gì? Chè kiểm đó. Kiểm là kiểm tra đó, kiểm tra hay quá. Anh cái này em kiểm tra chứ nhớ lại hay quá. Dạ, dạ em cảm ơn hai anh dễ thương nhất trên đời luôn. Tại vì cái món này thường thường là cho hồi nhỏ mình học á, ba mẹ nó là ăn cái này cho nó bổ não bổ óc để mà học nó thông minh hơn, nó giỏi hơn. Nhưng mà về qua bên đây mình thấy mình cũng giỏi quá luôn á. Mình trở về tuổi thơ. Thì bây giờ cái món này nó có những cái thành phần vật liệu hôm nay là ngoài cái trái bí rợ bí đỏ này đúng không cả nhà? Hoàng Thanh đã giọt sẵn rồi, trời ơi, tại vì nó gọt có cái chừng nửa lâu tiếng đồng hồ lận. Cái giọt ngày hôm qua gọt vỏ cứng mà vừa gọt mà lâu ơi là lâu, mình sợ trúng tay lắm nha cả nhà. Nên mình gọt phải cho nó cẩn thận chứ vừa tới xong mình ngâm mình rửa cho sạch để ráo bỏ trong tủ lạnh á thì nó sẽ cứng và nó giòn, có cái độ giòn nó ngon, thấy không?
quá đẹp luôn. Mà một trái nhưng mà được Hồng Thanh làm gần một trái, nhưng mà có ở trong á Hồng Thanh thấy hơi nhiều quá, thì mình ăn không hết. Mình lấy 1/4 thôi, gần tới một trái. Đây nào, đây là trái mình gọt sẵn rồi nha. Nếu mà bây giờ gọt á là ngày mai mới được ăn đó. Rồi mình nấu, có thêm nữa là ở Việt Nam hoặc là bên này, nếu mà nhà mình có nấm rơm á, nấm rơm tươi. Nhưng mà bên đây mình không có nấm rơm tươi, mình lựa những cái nấm tươi thôi, nấm trắng này hoặc là nấm đông cô hay là nấm nào cũng được, tùy theo cả nhà ha. Rồi có tàu hũ chiên nè, bỏ tàu hũ chiên hoặc là ai ăn tàu hũ kia á. Bớt bớt dần dần lên, mình bỏ sau cùng mình bớt bớt lên ăn nó dần dần đúng không? Đó, rồi có đậu phộng rang nè. Nếu cả nhà mình không thích ăn đậu phộng rang mà ăn đậu phộng sống á, người ta bỏ vô nấu luôn. Thì đậu phộng sống thì nấu lên nó sẽ bùi, nó dẻo. Còn Thanh nó thích ăn đậu phộng rang là thì mình thích ăn nó có độ giòn. Và nó có, mình rang với muối á, nó có cái sự ngọt ngọt, mặn mặn thì nó đỡ ngấy hơn, đỡ ngán hơn. Đó, đây là bơ rô và sả băm, Hoàng Thanh đã băm sẵn rồi. Một lát nữa mình còn có sả cây nè, mình sẽ đập giặt, mình chặt khúc, mình để vô cái nước lèo, nó ra cái sả rất là sả ngon. Sả này là hồi nãy anh hái ngoài vườn phải không? Đúng rồi. Wow. Ngâm nước cho nó trắng. Coi như trắng phần mình nguyên liệu của mình cũng rất là dễ mua nha quý vị. Yeah. Bí phải không? Rồi cái này là... Rồi cái này nước cốt chai, nếu mà cả nhà mình có thời gian á, thì mình nấu bằng hành, củ hành tây này, củ sắn này, trái táo ở nhà có trái lê đó. Mình không ăn á, mình bỏ vô cái nồi nước. Nhưng mà mình nấu nước của bắp sẽ rất là đặc biệt. Chưa bao giờ em ăn được. Tại sao biết không? Sao? Bởi vì cái món này ngày hôm nay của mình chẳng những ăn chay được mà em sẽ có thịt khủng long. Đó. Khủng long đang ăn nè. Em đang ăn thịt rồi phải không? Đang ăn thịt trong xương đó. Em yêu hai anh nhất trên đời. Yêu hơn em luôn á. Bởi vì thường thường bên đây mình nấu cái món á là yêu nhã đi chợ mua khủng long, mua xong về bộ xương. Rồi đi dọc đường rỉa thịt. Rỉa đói quá mà. Đói quá. Ai mượn nuôi em khéo quá chị mới nói. Về còn lấy có mấy con chuột, mấy con nhện. Bây giờ tôi trở lại cái món này nè. Tại cái món này hồi xưa là mình chỉ nấu là không biết nước cốt dừa, là thường ta nói là tại sao mà ăn cái nước cốt dừa. Nước cốt dừa người ta nói giống như bánh tằm bì mà tại sao bỏ nước cốt dừa lên? Cho nó béo béo. Nó phải có nó nước cốt dừa nó, thì nó mới ra. Nó mới ra được cái chất. Cái món này người ta gọi hồi xưa cũng là kiểm đó. Kiểm nó giống như là chè. Mà mình đây mình nấu bằng bí, bí rợ đỏ rồi cái mình hầm ra thì nó vừa chín tới rất là ngon. Đó, mình có nước dừa tươi nè, mình xài nước cocorico, nước dừa tươi nè, rồi nước cốt dừa nè. Đó, tất cả thành phần nguyên vật liệu hôm nay là mình nấu. Cuối cùng mình bỏ vài cọng lá quế lên cho nó thơm nè. Ai ăn á, có người bỏ rau răm nha. Có người thích bỏ rau răm, có người thích bỏ rau quế nha. Mình thích bỏ rau quế ngon hơn. Em nghĩ là món này nó giống như cà ri vậy đó, khi mình ăn mình có phải nó có rau thơm nhưng không cần nó có nhiều, nước cốt dừa nó như dài cộng để cho nó có cái mùi có hương vị nó béo béo bùi bùi nè, của cái đậu phộng nè, đó em ăn là thơm cái mùi sả nè. Mấy anh làm cho em có một cái cảm giác một chút siêu gợi nhớ về tuổi thơ, mặc dù là cái phần trăm nó có chút siêu siêu thôi hả, mặc dù tuổi thơ cũng ăn món này phải không? Nó trước quốc vậy đó, không ăn mà nhớ về tuổi thơ. Đâu có đâu mà ăn, chưa ăn bao giờ. Đúng rồi, đâu có ai mời đâu mà ăn. Nói gì, nhớ về tuổi thơ rồi chứ. Không, đây nhớ tuổi thơ, em ngồi ở nhà, em nhìn ở nhà hàng xóm đó nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe ba anh em coi như là với nhau. Nhưng mà bây giờ thì Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Ba anh em sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ. Rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá nhỏ. Chào
chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm 8, 10, 12, 14, 18, 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 Thanh Nhã, Hoàng Thanh và Tô Hùng Vũ. Kính thưa quý vị, Thanh Nhã rất là vui để mà mỗi một tuần nôn nóng được lúc nào cũng show. Nhã, vui không? Vui không? Dạ vui. Em cười trước rồi đó, khỏi để anh chọc. Biết tại sao không? Tại vì em thấy gặp mấy anh là trò chuyện vui vẻ nè. Rồi Thanh Nhã được học hỏi những món ăn từ anh Thanh, rồi những cái chia sẻ từ anh Vũ, và kể cả những sự chia sẻ từ quý vị khán giả thân thương của đài truyền hình SCT. Quý vị nhắn tin nào chia sẻ, ôi chương trình vui quá. Rồi quý vị cũng comment trên Facebook của Thanh Nhã khi mà Thanh Nhã post những cái đoạn intro của chương trình Garden Cooking. Cho nên Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều sự theo dõi và quan tâm của quý vị. Quý vị theo dõi chương trình thì quý vị cũng có thể là nhắn tin vào số phone để vừa gợi ý xem là mấy anh em nên nấu cái món gì sắp tới. Đúng hoặc rồi. Là ví dụ trong chương trình ngày hôm nay cái món này là bí đỏ hầm nước dừa phải không hầm anh? Hầm nước cốt dừa. Đúng rồi, thì có thể là quý vị cũng sẽ có cái công thức nào đó dành cho món ăn này để quý vị có thể chia sẻ cùng với anh em trong chương trình để chương trình mỗi một ngày càng tốt hơn. Thanh Nhã một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đặc biệt là nếu quý vị nào mà chúng ta muốn bảo trợ cho chương trình, ví dụ như quý vị là chủ của chợ ha, hoặc là chủ của những cửa hàng về thực phẩm, chủ của những nhà hàng, quý vị có những cái món nước sốt vân vân, quý vị muốn bảo trợ cho chương trình thì quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Thanh Nhã qua số phone là 714 797 7823. Bây giờ thì chúng ta trở lại với phần bí đỏ hầm nước dừa, nước cốt dừa. Thanh Nhã thấy anh Thanh đang đập dẹp cái đập ra những cái xả cây nè. Dạ. Đó bây giờ á thì cái thành phần nguyên liệu cũng xong rồi ha. Có xả, bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt cái nồi quá nè, mình sẽ hầm nha. Đó. Cái nồi rất đẹp ha. Đúng rồi, cái nồi nó có lửa. Có lửa. Dạ, tại vì mình xài bếp ga mình phải cẩn thận một chút xíu chứ không thôi là không kịp, má nhỏ sợ không là, ra là sẽ không được đẹp. Không được đẹp. Không đẹp thì không nói mà nói chung là rất là không nó xấu. Đúng không? Không có xấu. Bây giờ mình sẽ bỏ một chút xíu dầu ăn vào nha. Mình không cần đợi cái nồi nó quá nóng không anh. Mình bỏ dầu vô thì rồi dầu sẽ nóng nha. Rồi. Xong rồi mình sẽ làm gì nữa? Thanh Nhã thấy từng cái khúc bí đỏ này anh Thanh anh gọt nhìn cũng đẹp mắt ghê. Rồi. Giờ mình ăn được rồi đó nhỉ. Cứng lắm luôn á. Mời anh dạ. Cái muối. Muối tiêu hay nước mắm đường. Trời ơi, bởi vậy mấy anh em với nhau là toàn hại bởi vì đây là hành bro và xả luôn. Rồi, xào chung luôn ha. Dạ, xào cho nó nóng lên nha. Đó, xào cho nó nóng lên rồi sau đó mình sẽ bỏ bí vô, mình sẽ xào hầm. Mình bí trên hầm nó sẽ cũng hơi lâu. Ai muốn ăn mềm thì hầm hơi lâu một tí ha. Anh Thanh ăn món này từ hồi nhỏ xíu phải không? Lâu lắm rồi em ơi, từ hồi nhỏ nên bây giờ tình cờ anh coi anh coi trên mạng thì hết lại. Anh biết tại sao nói này tuổi thơ không? Mà bởi vì cái này nếu mà hồi nhỏ đối với anh á, tại hồi nhỏ là mình hay rầm rồi cái mình đi vô chùa, đi theo ba mẹ ông bà đi vô chùa, bà chùa lúc nào cũng nấu cái món này hết để đãi người tử. Không, thật sự hồi nãy em có nhớ là cái món này nghe kiểm quen quá, cái kiểm là dùng chùa hay nấu lắm. Ủa vậy nói chung là kiểm là con là món chay. Cái tên. Món chay. Đúng rồi. Còn nếu mà muốn ăn mặn không có ai kiểm là làm. Nhưng mà đúng ra đúng kiểm là nó có thêm một vài cái đúng không anh? Nó có thêm một vài cái gia vị nữa. Tây kiểm á, nhà biết là đúng cái kiểm là hình như nó có nhiều món ở trong đó. Nó có đầy đủ. Nhưng mà nó giống như vậy cũng là bí đỏ, cũng nước dừa, cũng tà hủ, cũng nấm rơm. Đồ chay trong chùa là tuyệt vời luôn mấy anh ơi. Ngon dạ, ha. Không có đâu mà đồ chay ngon bằng chùa. Thanh Nhã nhớ hồi đó ở Việt Nam ha, mỗi lần năm mới hay là có lễ Phật gì á
là mẹ chở lên chùa Dĩa Biên Hòa nổi tiếng lắm. Lấy pháp danh ở đó rồi mỗi lần lên là nhớ chải chiếu ở dưới đất ngồi ăn chay nguyên một dải dài cả chùa. Đúng đông rồi. Lắm nè. Mà đông vui ha. Dạ, đông vui. Heo. Vô cùng heo. Thường đông vui là phải đi với heo. Ừ. Em mẹ em thì chưa nấu món này, nhưng mà em hình như em nhớ em ăn ở chùa rồi, nhưng mà mình không có lâu quá không có nhắc đến cái món thì bởi vì cái này thôi. Là mình chỉ có nấu như cái món mình ăn ở nhà thôi, mình ăn cho mấy đứa nhỏ nó ăn á. Nó ngon, tại vì hay ở dưới quê đó là ăn gì ngọt ngọt béo béo. Đúng không? Ở dưới miền Tây thì hay ăn ngọt lắm, ngọt béo. Nên khi cái món mặn ta nói, ủa sao giống chè gì, chè đó là để đường nhiều quá, nó ngọt đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Đơn giản mà anh, đơn giản nha. Hiểu đâu anh. Ừ, đây cái ẩm thực của người Việt Nam của mình, ba miền của mình nó khác nhau. Thì chắc quý vị cũng biết, nhưng mà Nhã biết là miền Tây mình, ở miền Tây không nước mình thì lại nêm nếm hơi ngọt. Ở miền Bắc mình thì hơi mặn, hơi mà cái vị mặn của muối. Đúng rồi. Và ở miền Trung thì lạc. Hơi nhạt lại. Mà mỗi miền có một cái ẩm thực riêng ha. Đúng rồi, miền nào riêng. Cũng hơn công nhận. Đấy, cái là cái nhạt thì cũng tùy món. Ví dụ như là mình khi mà mình ăn mì Quảng á. Dạ. Mì Quảng là ở miền Trung đó, mì Quảng rồi ngoài Huế tí xíu thì có cơm hến rồi, đúng rồi. Bún bò, bánh này nọ rất là nhiều luôn. Hồi nãy giờ em thấy anh nêm có bột nêm nè. Bột nêm nè, muối nè, rồi đường nè, đó. Cái liều lượng thì canh như thế nào? Mình canh theo một tùy tiểu tử lượng của mỗi gia đình thôi. Tại vì một lát mình còn bỏ nước súp vô nè. Rồi nước cốt dừa nè, rồi thêm nước dừa nữa. Rồi mình sau đó mình nêm nếm một lần nữa để coi nó cái độ mặn với là ngọt nó vừa chưa. Ăn thua gia giảm của mỗi gia đình đó, mỗi người mình nêm. À, thơm chứ. Tại vì cái hành phô rô, cái tỏi á. Nhưng mà đúng ra cái này á, thực ra thì mình làm thì bởi sao, bởi vì đúng ra ăn chay á thì mình không có đúng ăn đúng là không có được ăn tỏi. Đúng rồi. Hành phô rô cũng không có được luôn. Dạ. Nhưng mà cái này mình chế biến theo cái này là không có thịt nhưng mà cũng thành là ăn mặn rồi. Nếu mà theo như là có thịt bằm nữa đó, bỏ thịt bằm vô cũng ngon, hiểu không? Nhưng mà thôi em nghĩ lâu lâu mình ăn chay đi ha. Mình có tàu hũ với nóng rồi nước cốt dừa. Để bữa nào mình chia sẻ với quý vị cái món bún bấm chay đi ha. Có bún bấm chay hoài rồi. Bún bò chay nè. Đây là cái nước súp chay nha. Để cái dịp mà Tết Nguyên Đán năm nay nè, mình sẽ chia sẻ cho quý vị những cái món chay. Đúng rồi. Tết Nguyên Đán nè, đúng rồi. Đúng rồi. Mình bỏ hết nuôi một lon luôn anh ha. Một lon. Tùy theo cái số lượng bí mà quý vị muốn nấu đúng không? Dạ, đúng rồi. Sau đó đó là mình bỏ vào những cái cọng sả mình đã đập dập rồi nè, để cho cái nó ra cái mùi hương vị của sả thơm. Anh mình không bỏ vô một lần luôn cho xong cho lẹ, mình ăn cho lẹ. Mình làm cho nó đẹp, mình làm từ từ thì quý vị mới thấy không mấy lát đúng nè. Nếu mà Nhã muốn lẹ nó lát nữa xong rồi cái anh Thanh nấu xong cái anh bỏ cái máy sinh tố hết quay cái Nhã hút cái rọt vô cái xong vậy đó là trời, bỏ vô cái rạc cái ly rồi uống rồi bây giờ ngoài cái nước súp chay á, nếu mà cái nhà nào bên đây bên Mỹ mình không có thời gian mình nấu, mình ra chợ tới để là súp chay nè, mình mua về rồi mình làm rất là nhanh thôi. Rồi cái này là nước cốt dừa. Dạ không, xin lỗi, cái này là nước dừa Cocorico là mình hay kho thịt nè, kho sườn này nè, mình ram rất là ngon. Hoặc là mua một cái trái nước dừa tươi cũng được ha. Mà cái này mình có sẵn rồi, nó ngọt. Lấy một lon Cocorico đổ vào. Rồi nước cốt dừa là mình để cuối cùng. Rồi một lát nữa mình sẽ bỏ nấm và tàu hũ vào sau nha. Bây giờ trong lúc đó thì mình sẽ làm cho hâm nóng lên. Nóng lên cho nó sôi, sau đó mình nêm nếm lại. Rồi mình sẽ bỏ đậu phộng, nấm, tàu hũ vào. Cuối cùng bỏ nước cốt dừa. Em nghe hầm em tưởng là nó đặc, nhưng mà thật ra nó cũng như cái canh súp mình hả? Dạ, yeah, đúng rồi. Tại vì mình hầm cho cái bí nó sẽ mềm. Nó mềm lại. Trời, bao lâu anh? Chừng nào mình cảm thấy mà nó sôi lên rồi mình sẽ nêm nếm lại. Thì mình nấu, Thanh nghĩ cái nấu món này khoảng chừng 25 đến 30 phút thôi. Wow, nhưng mà gọt bí là hết nửa tiếng với anh Thanh nói. Dạ, đúng nửa rồi, cái bí lâu, rất gọt là lâu. Mình gọt nhanh thì nó sẽ phạm quý vị, nó mất cái thịt nhiều. Gọt không cẩn thận là dễ phạt vô cái tay lắm. Mấy lần anh cũng bị xém vào cái tay rồi. Ý là có đeo bao tay. Nhưng mà đeo bao tay thì nó hơi bị khó gọt. Tại vì cái bí nó tròn như vậy nè. Khi mà mình gọt theo cái vỏ đường cong á, mình phải chặt ra từ khúc nhỏ rồi mình mới gọt vỏ ra được. Em sẽ sáng chế ra cái máy gọt bí. Được đó, được gọt, gọt xong. Được, thơm, được. Nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ luôn đúng không? Nhưng mà chắc 10 năm nữa. Ủa vậy hả? Không có.
Anh có thấy nếu mà quý vị thỉnh thoảng mình coi trên Facebook, em thấy là bên bên nhất là bên Đài Loan với Hồng Kông, người Nhật rồi đó, họ chế biến ra những cái dụng cụ đa năng để mà gọt bí, gọt cam rất là nhiều. Mình họ chưa quay nè. Nhưng mà họ có hết, ngay cả gọt dưa hấu, gọt bầu, có nghĩa là họ chế biến ra. Không thôi, bây giờ vậy nè, ở cái dưới quê đó có. Người ta nạo dừa, thấy không? Có người ngồi chùm hổm xong lấy cái cây, bây giờ giống như anh Vũ ngồi chùm hổm. Nghe răng là phải không? Ờ, đúng rồi. Nghe răng ra là nạo nạo. Đúng rồi, cái anh Thanh lấy chế bí, quay vòng nha. Xong mở chế bí ra cái răng. Nguyên dưa nhả hả hụt ra cái chơi dừa nó rớt xuống. Nguyên cái hàm răng coi như là đi hết. Có nghĩa là anh em mà đều có việc hết. Nói như thật. Nói chi để mà bị nói như thật. Nói được chị thiệt đau lòng quá đến thiệt quý vị. Thanh Nhã hy vọng rằng một chút xíu nữa đây chúng ta trở lại với phần 3 của chương trình thì là cái nồi ý này chưa ăn phần 4 mới được. Trời ơi, cái này á, tại vì mình hầm ít nhất cũng 15 phút. Nhưng mà anh nhớ là cái này là mình có thể ăn được với bún. Giống như đúng bún riêu vậy đó, ăn với bún với cơm cũng được. Giống như là cà ri vậy đó. Dạ, đúng rồi. Ăn với mì cũng được luôn. Đúng mình rồi, chấm nó giống mì, mì cũng được luôn. Nhưng mà bây giờ thì Thanh Nhã chắc phải là ngắt lời hai anh để dành cái phần quảng cáo của đài truyền hình SCTV. Thanh Nhã và hai anh sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689 hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tấm cáp, mình tự mình cho mình làm. Chương trình Garden Cooking cùng với Thanh Nhã, anh Hoàng Thanh và anh Tô Hồng Vũ rất vui chào đón quý vị trở lại với phần 3 của chương trình. Happy Halloween. Đúng rồi, Happy Thanksgiving. Nói mà không xin nhau bởi vì anh em thì cùng 2, 3 Happy Thanksgiving. Ủa? Halloween. Lộn rồi. Halloween. Ok, mỗi đứa làm kiểu nha. 1, 2, 3 Happy Halloween. Hy vọng rằng quý vị có một mùa lễ với gia đình của mình, không khí thật là ấm áp, nhiều niềm vui nè. Và theo dõi chương trình Garden Cooking với những món ăn mà ba anh em gửi đến cho quý vị với cái màu sắc hoa hương vị quê nhà. Mình có thể là làm những cái món ăn miền Tây ha, hoặc là miền Nam. Đúng rồi. Những món ở Việt Nam mình đem qua không khí ở bên Hoa Kỳ này để mình gợi gợi nhớ quê hương. Không, mình đỡ nhớ.
mình vơi bớt, em định nói vơi bởi làm em chơi mới à, từ từ anh Thanh ơi, mình vơi bớt cái nỗi nhớ quê nhà rồi. Nhưng mà ngày có hôm nay có nhớ gì, nhớ quê không? Quê em ở đâu? Dạ Thủ Đức. Thức đủ. Thủ Đức là thức đủ, đủ. Rồi thôi anh em nãy giờ cũng cà khịa nhau đủ rồi nha. Dạ. Bây giờ trở lại với cái món là bí đỏ hầm nước cốt dừa nè. Đây là Hoàng Thanh đã bỏ chúng ta xào với lại xả cây nè, có hành bơ rô, xả băm nè, xào với lại bí. Rồi sau đó chúng ta bỏ nước súp chay và nước dừa Cocorico vào chúng ta hầm. Bây giờ bí đó đã dừa chín tới rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đậu phộng rang nha, đậu phộng rang sẵn. Hoặc là cả nhà nào nếu không thích ăn đậu phộng rang sẵn thì mình mua đậu phộng còn sống đó, mình bỏ vô mình hầm luôn. Ôi, trời nó béo lắm luôn á. Wow. Rồi bỏ tàu hũ chiên vào. Tàu hũ mình có thể chiên giòn riêng. Mình chiên giòn rồi, dạ. Giờ sau đây nấm nha. Nấm tươi, nấm trắng, cả nhà thích ăn nấm nào cũng được luôn. Nấm đông cô hay là nấm rơm, nấm gì á, chúng ta có thì quý vị ơi, quý vị xem chương trình, quý vị nhớ là số phone hiện trên màn hình của mình á. Quý vị text nha, quý vị text vô để trả lời cái câu hỏi chơi game á nhà, đúng không? Đúng rồi. Đó. Bây giờ em sẽ nhắc cho quý vị câu hỏi game nè. Chưa kể là quý vị sẽ chia sẻ nữa ha. Ý kiến của quý vị về những món ăn mà anh Thanh làm nè, hoặc là quý vị có thể đóng góp là mình cần nên nấu món ăn gì trong những show đúng thì rồi, sao đúng rồi, hoặc là ví dụ cái món kiểm này thì mình thêm thắt một chút thêm xíu cái nữa gì? Rồi tại vì mỗi người sẽ có một cái bí kíp công để nấu ăn riêng theo nhà thì nhà thêm nhà thắt cái gì vô trong đó. Dạ gì vô nữa? Mình thêm một chút một chút cần lưu nhiều quá vậy em không thích nha, một chút cần lưu sẽ suy nghĩ mấy anh lại mâm bấn lại tâm trí em không suy nghĩ ra. Đi ăn với bánh mì hoặc là ăn với bún nè. Ai ăn với cơm cũng được nè. Đúng rồi. Nhưng mà ngon nhất là nấu trong chùa nè. Đúng đó, rồi. Cái đó là ăn, còn ví dụ như mà em áp cái thì em áp cái thêm cái gì vô đó. Thêm những cái nguyên liệu nào bỏ đó. Cái gì đó. Bỏ gì vô. Thì ai thích nào bỏ nấy. Vậy thôi. Em bỏ xoài không? Gì? Em bỏ xoài không? Ai thích mà xoài bỏ xoài, ai thích miết thì bỏ miết vô. Chưa quá. cũng ngon tại vì hồi nãy anh Vũ nói kể mà là nó bỏ nhiều thành phần nguyên vật liệu vào đó, giờ bỏ thêm xoài nè thôi vậy mà ha, cà rốt nãy giờ nói vợ đùa nha quý vị, chứ thật ra thì đúng là cái kiểm này mình rất là nhiều nguyên vật liệu ở trong đó. Thật ra cái món kiểm á là Thanh biết rồi, có khoai lang, đúng, khoai lang nè, bí nè, cái bì căng. Hồi nãy em định nói chọc cái em quên mất tiêu à. Bực bội à, người ta mép chỉ ra rồi ta chưa thốt lên lời. Chọc quá hai người, chọc người à, buồn dễ sợ. Mì căng với mì tàu hũ, mì tàu hũ kỳ đồ đó. Mình bỏ lên, tại vì ăn đồ chay là nó có những đúng cái rồi. đó. Khoai lang nếu mà đúng ra là nấu là không có hành trong đó, những vị đúng ra vào trong chùa nấu thì thường mấy cái chùa mà không có hành, không bỏ hành phơ rô, không tỏi luôn. Tại vì những cái tứ chỉ có xả thôi, hành tỏi củ rồi đó là người ta ăn chay, nhưng mà xả nó nếu mà em kèo lên vậy á nó cũng thơm lắm, thơm cái xả mà nó kèo lên thơm lắm, không mà để lửa to quá nó bị cháy luôn cái nồi luôn á. Đúng rồi, tự nhiên cái chọc cái đơ luôn không nói gì. Thôi bây giờ đổ qua cái phần chơi game đi bị dịch mặt. Em rất là vui tươi hạnh phúc để được mấy anh danh mặt nè. I love you. Không sợ. Ok, giờ mình tới phần game. Rồi, kính thưa quý vị, thật ra là ba anh em kiếm chuyện vui thôi trên show để cho mình khóa cái không khí. Bởi vì á là Thanh Nhã biết trong cái mùa này thì quý vị cũng đã lo lắng nhiều về cái Covid rồi nè. Xong rồi có thể là ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng với công việc. Cho nên là mình lúc hơi nào chậm, cũng muốn gửi đến cho quý vị những cái phần niềm vui và tiếng cười trong chương trình Garden Cooking, để quý vị đón xem, theo dõi và lại canh mỗi tuần, phải không? So far là mình thấy trong 2 tuần đầu tiên là quý vị gửi tin nhắn quá trời luôn. Quý vị gọi feedback mà phần lớn là quý vị khen rất là nhiều. Quý vị nói chương trình quý vị rất là thích, vui và hay. Nên là cảm ơn vì sẵn qua cái chương trình Sokute lễ kỳ này. Sokute là gì anh? So cute. Nên là chắc là sau khi cái này chắc anh
lúc mà mình edit á, mình sẽ cho quý vị nhìn thấy những cái tin nhắn mà quý vị khán giả đã đúng vô rồi. Cái phone để mà người tri ân tấm lòng ủng hộ chương trình từ quý vị. Xin quý vị cho phép nha, chứ nhiều khi mình đưa lên quý vị không muốn. Dạ đúng rồi. Hoặc là mình không muốn để tên của một người nào. Nhưng mà quý vị nào mà có nhu cầu để bảo trợ cho chương trình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Thanh Nhã qua số phone là 7147977823 hoặc là quý vị nhớ 911. Anh thử anh gọi đi anh thử anh gọi. Làm lấy cái số gì khó nhớ gì. Ba số dễ nhớ nhỉ. 7823 dễ nhớ muốn chết luôn à. Bây giờ anh Vũ nhớ bỏ số phone em lên màn hình nha. Okay. Rồi Thanh Nhã gửi đến cho quý vị câu hỏi game dành cho chương trình ngày hôm nay. Rất là dễ. Bánh gì nghe tên của nó mình cứ thấy thắc mắc hoài. Bánh gì? Bánh gì? Hai chữ thôi nha quý vị. Nghe cái tên mình thắc mắc hoài. Nhưng mà trước khi trả lời phần game, Thanh Nhã xin được chúc mừng chị Tiffany Phan đến từ Orange County, California. Chị trả lời cái câu hỏi của chương trình Cooking Show vừa rồi dành cho cái món ăn bò xào cần tây. Đó chính là câu hỏi game ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Đó chính là bánh bò. Hôm bữa Thanh Nhã có nhắc đến quý vị là câu hỏi mẹo thì chị Tiffany đã rất là nhanh tay và chị đã bắt được. Ủa, tại sao ý. tại vì á, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi, mình đi bò. Không được thì là mình bò. Cho nên cái bánh là bánh bò. Thanh Nhã có nhắc là đây là câu hỏi mẹo. Đúng rồi. Cho nên là chúc mừng chị Tiffany, xin chị liên lạc ngay với chương trình để nhận được những phần quà từ nhà tài trợ International Home Shopping, dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc, đặc biệt là Venus Ginseng. Wow. Trong đây là mình có 20 dưỡng chất cao hắc sâm nè, collagen nè, hyaluronic đánh mạnh vào làn da của mình, vừa mịn nè, vừa trắng vừa sáng tự nhiên. Vừa đánh mạnh quá bị sưng bị đau không? Dạ không. Nam mô gì đó Phật. Nam mô gì đó Phật. Đánh mạnh quá sợ đau. Trời ơi đau lòng quá. Nam mô gì đó Phật. Help me. Bởi vì em nói anh không, anh Vũ đừng có hại em, trời Phật ủng hộ em thấy không? Không có hại gì đâu. Con dơi nó nhắc anh Vũ nó không phải hại nhưng mà ý là chọc đó không? Okay. Rồi trở lại với Venus Ginseng, kính thưa quý vị, chính nhờ vào những cái dưỡng chất là glutathione kèm theo nè, vitamin C nè, rồi tinh chất dầu hạt nho, cho nên là Thanh Nhã thấy có rất là dữ quý vị, sửa lại được cái khiếm khuyết trên làn da của mình, cụ thể như là làn da nó trắng sáng hơn tự nhiên nè, rồi nguyên cả body mình luôn nha, chứ không phải trên gương mặt. Chưa kể là có những quý vị bị có vết sạm nám trên bàn tay đó, quý vị uống một thời gian nó cũng mờ đi nữa. Cho nên quý vị yêu mến Venus Ginseng vô cùng, mặc dù là dòng sản phẩm này mới ra mắt thị trường khoảng một thời gian gần đây thôi, nhưng mà đây là phần già quà. Thần già. Xin lỗi quý vị. Đây là phần quà dành riêng cho chương trình nhà tài trợ ha. Uống gửi trẻ đến hóa cho... đẹp làn da mới thành già. Dạ, biết quảng cáo rồi. Quý vị ơi, Thanh Nhã rất là cực khổ bởi vì lên cái show này á, bên lỗ tai này của mình á, thì mình phải tập trung mình nói với quý vị khán thính giả. Bên lỗ tai bên này là mình phải đối tới hai phía lần quý vị ơi, cái đầu mình nó phải chạy vòng vòng, cái não mình phải suy nghĩ, nhưng mà nó rất là khổ tâm, quý vị hiểu được cái nỗi lòng Thanh Nhã. Rồi trở lại với chị Tiffany Phan, Thanh Nhã xin gửi phần quà cho chị là một chai Venus Ginseng Single trị giá là $99 cộng thêm một chai trà xanh ha, một cái hộp trà xanh là $36. Anh Vũ uống cái trà xanh này rồi ngon vô cùng luôn đó, và ai cũng thích. Dạ đúng rồi. Xin mời chị liên lạc ngay với chương trình, số phone trên màn hình là 714-944-0382 để nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Và em xin nhắc lại phần game của chương trình ngày hôm nay, bánh gì mà khi người ta nghe tới tên của nó người ta cứ thắc mắc hoài luôn. Rất là dễ, kính thưa quý vị. Cho nên kính mời quý vị tham gia game. Bánh gì mà nhắc tên là thắc mắc thôi hả? Đúng rồi, nhắc là bánh tên gì? Là cứ thắc mắc hoài. Em thắc trả lời rồi, anh thắng game thắc rồi mắc. Sao? Bánh gì mà thắc mắc? Thì cứ đổi là bánh thắc mắc đi. Nhưng mà nó có một chữ thôi. Bánh một chữ hả? Đúng rồi, bánh gì tức là thay chữ gì bằng cái tên của cái bánh đó. Này đúng mẹo nè. Nhà em xăm chỗ nào mà nước mẹo dứt xăm. Nóng quá nó chảy thở. Nên em bực bội quá em lấy. Đúng rồi, dán cao cao lên đây nè. Đúng rồi, em dán lên đây. Hợp ghê đó, hợp ghê đó. Thương hết sợ, thương hai anh. Ôi là thương luôn. Bây giờ thì nhắm mắt một chút xíu, em lại thấy chương trình lại qua cái phần thứ 3 rồi. Nhưng mà bây giờ Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục với làn sóng của đài truyền hình SCTV cùng với phần Garden Cooking sắp tới. Ba anh em sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại.
Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Đồ Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm. Chào đón quý vị bên. Đang có hai vị khách mời dễ thương quá. Thanh Nhã chào đón quý vị đến với chương trình Garden Cooking phần cuối cùng. Với món ăn là bí đỏ hầm nước cốt dừa. Kính thưa quý vị thấy trên màn hình hôm nay có hai quý vị khách quý dễ thương vô cùng. Nhưng mà anh Vũ ơi, hình như em thấy em bé này lên show thấy tim em hơi rung quá, anh nói vừa sợ quá. Thương quá. Lạ quá. Hai em bé này là mấy tuần rồi anh Vũ? Mới có 6 tuần tuổi đó. Đây là em là Cody. Cody đây là Lily. Cái này là Lily. Lily girl chào, and boy. Lily xin chào. Chào quý vị khán giả. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui. Happy Halloween. Mình quên bữa nay mua đồ Halloween cho hai. Hai em còn nhỏ quá sợ đeo lên người. Hai em nặng quá. Hai em không có dễ chịu. Nhưng mà đúng bây giờ mình trở lại với chương trình. Thanh Nhã một lần nữa cảm ơn rất nhiều quý vị đã ủng hộ chương trình ha. Có những cái feedback dành cho chương trình Garden Cooking rất là dễ thương và luôn ủng hộ chia sẻ cùng ba anh em để mà có những cái chương trình thật là hấp dẫn hơn gửi đến cho quý vị. Em ơi, em ngồi yên nha. Em ngồi yên cho để chị nói chuyện với quý vị khán thính giả em nha. Em nghe lên trên người của Nhã. Em còn xe ke. Em muốn đi xuống hả? Quý vị nào mà muốn bảo trợ cho chương trình ha, quý vị có thể liên lạc trực tiếp ngay số phone Thanh Nhã là 7147977823. Bây giờ là mình đang nhoi nhoi quá, phải làm sao vậy anh Vũ? Em muốn xuống hả? Bây giờ muốn xuống, em muốn nước rồi. Thưa quý vị khán giả, thì bây giờ trở lại với cái nồi, cái món là bí rợ hầm nước cốt dừa. Thì đây là Hoàng Thanh đã mới vừa bỏ một lon nước cốt dừa vào để chúng ta hầm cho cái sự là nó ngon, nó hòa quyện với lại tàu hũ nè, nấm nè, đậu phộng nè, rồi bí nè, bí nó đã mềm rồi, trồi ra rất là thơm luôn. Hồi nãy Hoàng Thanh có nêm nếm, xào nêm nếm là mình bỏ bột nêm nè, đường nè và muối. Thì cái độ vừa ăn nó đã đủ rồi. Nếu cái lượng gia giảm của cả nhà nào thích ăn đậm đà thì chúng ta nêm thêm. Còn nếu mà mình ăn vừa đó thì nó béo béo rồi,
nó mặn mặn ngọt ngọt. Ừ, em nhớ rồi, cái món này là em ăn ở chùa em ăn với bún nè. Đúng rồi. Bún là thường mọi người ăn kiểm với bún nhiều hơn là bánh mì. Bánh đúng mì rồi, là mình bún. Phải ăn với cà ri. Cái này thì cũng giống giống cà ri nè, từ dạ, từ nước dừa đúng không? Dạ, đúng rồi, nhưng mà em nghĩ nó đỡ béo hơn cà ri. Cà ri đúng có rồi. Thể là quý vị nào mà không có thích ăn béo lắm thì quý vị ăn cái này nó dễ đó, ăn hơn. Thanh sẽ nếm thử nha. Dạ. Đó. Wow, wow. Nhìn cũng hấp dẫn quá anh Thanh. Rồi. Đậu phộng nó giòn giòn, nó béo béo một cúp dừa nha. Mà tự nhiên cái Thanh nhả nước một cà ri thì Thanh cũng liên tưởng tới giống giống cà ri gì đó. Đúng rồi. Mà cái này chay ăn chay ngon, ăn dạ, mặn cũng được luôn. Em thấy hồi nãy nấu cũng nhanh gọn lẹ ha. Đúng rồi. Chỉ cần chuẩn bị chút xíu thôi. Tại vì có nhiều người á, nhả bí hồng người ta bí này nè, người ta thích để giỏ nữa. Ăn giỏ nó sực sực á, nhưng mà giỏ nó cứng quá, sợ nhà mình có cha em á, dù là người lớn tuổi người ta không phải ăn cái giỏ. Đúng rồi, nếu mà có người lớn không thì mình để cái vỏ. Tại có nhiều người nấu canh bí đỏ vẫn để luôn vỏ, nó hơi giòn giòn. Mình lựa những cái trái non. Dạ. Trái non thì mình để luôn vỏ. Ừ. Đó, hoặc là mình vào vỏ sơ sơ thôi. Dạ. Rửa nhưng sạch. Nhưng mà thường là mấy món này là mình không có cần phải hành hay ngò gì trên nữa, mình ăn không như vậy. Rồi ăn không. Rồi. Cuối cùng mình bỏ lên trên mặt là những rồi, cái rau thơm nè. Rau thơm hoặc là người ta bỏ có thể là rau răm nữa. Nhưng mà thường em để ý món nào mà có nước cốt dừa với lại xả được. Ngon lắm. Ngon. Nó hấp dẫn. Thơm ha. Phải không? Dạ đúng rồi. Rất nhưng mà thơm. Bây giờ thì mình cũng và chuẩn bị rồi vào ơi, cái phần mình review, vô review đi. Nhưng mà hồi nãy anh bỏ hết một nước lon, dừa một luôn lon. Nếu mà quý vị nào không thích béo thì không béo thì bỏ nửa lon thôi. Okay, nửa lon dạ, thôi. Bỏ khoảng chừng 200ml thôi. Tại vì cái lon cốt dừa này là 400ml. Thì mình bỏ nửa lon thôi cũng được. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ thì Thanh Nhã xin trân trọng cảm ơn rất nhiều nhà tài trợ chương trình ngày hôm nay. International Home Shopping, những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc rất là tốt cho sức khỏe. Cho nên quý vị theo dõi chương trình, nếu như mà chúng ta có nhu cầu để order những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc, đặc biệt ví dụ như là Venus Ginseng, viên uống trắng sáng da toàn thân tự nhiên, Thanh Nhã đã gọi cho nó một cái tên thật dễ thương như vậy. Bởi vì bản thân Thanh Nhã đã thấy được cái kết quả, làn da của mình nó khỏe hơn nè, nó hồng hào trắng hơn trước rất là nhiều ha. Bởi hồi trước anh Thanh nhớ không? Đúng rồi. Da em rất là ngâm. Thì ngày hôm nay đây cũng là phần quà dành cho quý vị nào mà tham gia game trúng, kèm theo với lại một hộp trà sâm trị giá là $36. Còn một hộp Finish Ginseng Single này là trị giá $99. Cho nên quý vị cũng có thể order qua số phone trên màn hình, hoặc là quý vị tham gia game để trúng thưởng. Rồi nếu quý vị nào mà có nhu cầu để bảo trợ cho chương trình thì chúng ta liên lạc ngay số phone Thanh Nhã 714-797-7823. Bây giờ em thấy 5 phút của cái phần này trôi qua. Rồi bây giờ mình review mình sẽ ăn cái món này nha. Đúng rồi, xin bí đã hầm mềm lắm cả nhà ơi. Tại vì mình sắc hơi bị nhỏ thì đâm ra mình không thấy bí được nhiều. Và mà cái nước nó ra rất là ngon. Này giống như là chè kiểm như nè, đúng không? Đúng rồi. Đó. Wow, béo ngon quá. Béo béo này nó có nấm nè. Đậu phộng nè, tàu hũ nè. Chú một, ông ơi. Bé ông dễ thương. Chú cảm ông ơn ơi anh. Đi. Wow, cái mùi béo béo ngon quá. Thơm ha. Hơi nóng. Hơi sao nóng. Sao anh nhổ bỏ em vào chưa? Hai em luôn hả? Em vào phải không? Em vào luôn. Ôi, em đi kìa. Em đâu có vào đâu. Em đâu có vào đâu. Sao em mồng mà em nhoi nhoi dễ thương quá. Cái này á. Đó em lạ em. Cái này em bỏ vô một lá quế lên chút xíu nha. Cho nó thơm nè. Đúng đó. Rồi. Wow, để Thanh Nhã nếm thử cái nước này nha. Được không à? Ngon quá anh Thanh ơi. Được nó không? Không có ngọt đâu. Ngon. Đúng rồi. Nó béo béo mà nó mặn mà vừa đó. Vừa ha. Yeah. Và nó thơm lắm. Thơm. Thì thơm. Nó thơm lắm. Tại vì có cái quế, em nghe có mùi quế không? Đúng rồi, đá quế. Với lại đậu phộng nữa nè. Xả. Bây giờ em xả đang thử cái đậu phộng này nó nha. Vừa giống giống cà ri. Giòn ha. Cái này là cho những người ăn chay chúng ta tha, cũng cả nhà chúng ta muốn add thêm một cái gần như là tàu hủ ki nè, hoặc là những cái đồ chay á, hem chay nè, với lại mì căng rồi đó, chúng ta xào qua sơ bỏ vô ăn. Anh đốt anh Vũ đi. Không được rồi, tí xíu nữa cho em bé này con ăn không được. Có nhìn nè, có muốn ăn không? Không được đâu. Công nhận mấy chú cún ở Mỹ này gọi là sướng vô cùng luôn. Đi bệnh viện, đi làm nail, đi cắt tóc. Cắt tóc, đi salon, tóc. Dạ, đi salon, đúng rồi. Hôm nay được lên show Garden Cooking nữa. Dễ thương vô cùng. Hai bé này mới vừa đi chích ngừa hết 3 mũi.
Rất là lãi, tại vì người ta nói mình còn nhỏ đó, nên là cứ 4 tuần là mình sẽ trở lại, mình sẽ chích một lần nữa vaccine đó, để cho bé nó khỏe. Tại vì sợ những cái ký sinh trùng đó nó bị xâm nhập vào cơ thể của bé. Không có khỏe. Thì em mới có được có 6 tuần à. Nên là ăn uống cái gì vậy? Mình trông giống như là một đứa bé, đứa con trong gia đình mình vậy đó. Đúng rồi, hai em mới là chí chá là nói xin chào quý vị khán thính giả. Bây giờ anh Thanh chia sẻ ngắn gọn lại cho quý vị ha. Tóm tắt lại cái món này, cái món là bí rợ hầm nước cốt dừa, là gồm có là cái bí rợ chúng ta mua ở chợ Việt Nam đều có hết. Chúng ta về rửa sạch, gọt vỏ ra, nếu ai ăn để vỏ đó thì nó giòn á thì bỏ để vỏ cho nó mỏng mỏng thôi. Chúng ta xào sơ qua với lại hành bơ rô, với lại xả băm cho nó thơm lên. Rồi mình nêm nếm gia vị nè, bột nêm, đường và muối. Đó, rồi mình bỏ nước súp chay vào. Nó có là nước súp chay nha. Hoặc là ai ăn mặn thì bỏ nước súp gà. Rồi sau đó mình bỏ cái nước Cocorico, nước dừa tươi, nước dừa vào luôn. Bây giờ em mới nhớ hình như món này có phải cho miền Bắc không anh? Hay là miền nào cũng được? Bắc cái này đúng ra là Nam, cái này xuất phát từ dưới miền Tây của miền Tây miền Nam. Những cái món người miền Tây mình nấu cái gì mà hay có nước cốt dừa đó, là nước dừa miền Tây mình. Tại vì có nhiều người ở ngoài Bắc á, ngoài Trung người ta hỏi ủa tại sao phải bỏ nước cốt dừa vô ăn, mình không để riêng, giống như nước cốt dừa người ta chỉ nói là chỉ có chè chè hoặc là xôi thôi, chứ không bỏ như bánh tằm bì. Nhưng mà ngoài Huế, ngoài Huế lại có một cái món chè, chè thịt heo, chè heo quay, chè heo quay. Chưa, có nghĩa là thịt heo quay rồi cái sắc nhỏ nhỏ ra bỏ lên cái chè ăn nó nó nhẫn nhẫn, nó ngọt ngọt của nó lạ lắm. Mà heo quay nó không có mặn nha. Em nói nghe là next time chắc thay vì bồng bé cuốn thôi, bồng cho em bé heo luôn đi. Làm chương trình này kính thưa quý vị thử quá nhiều món ăn luôn. Đó cái món cái đó nè là bí rợ hầm nước cốt dừa này, là mà nếu mà hồi nhỏ, hồi tuổi thơ, hồi còn nhỏ đó, nếu như các cô chú với các bạn nào đã ăn từng qua rồi thì bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng sẽ nấu cái món này cho những đứa trẻ, để em, để cháu vô gia đình mình đúng ăn. Đúng rồi, và đặc biệt là quý vị nào ăn chay ngon thì món ăn này rất là tiện lợi và tốt cho sức khỏe. Mình bỏ nấm nè, nấm tàu hũ nè, đậu phộng vô cho nó béo béo, nó kèm nó ra cái mùi sả cây nữa đập dập á. Còn nước cốt dừa, nó hơi mặn mặn, ngọt ngọt, nó vừa đủ ha. Đúng rồi. Cuối cùng mình bỏ những cái lá thơm, lá quế lên. Thơm vô cùng. Nếu mà ai ăn tiêu hoặc là tàu hũ kỳ, mình chiên giòn á, thà nhá. Đúng rồi. Mình rắc lên. Đúng rồi. Hấp dẫn lắm đó anh. Nhưng mà bây giờ Thanh Nhã xin được nhắc lại chương trình game vừa rồi, của chị Tiffany Phan đã trúng được cái giải thưởng. Thứ nhất là một viên nước chanh sang, thứ hai là một trà xanh từ chương trình Thanh Nhã. Xin chúc mời chị liên lạc ngay với số phone trên màn hình. Và một lần nữa chúc mừng chị. Còn câu hỏi game dành cho lần này, tức là bánh gì khi mà nhắc đến cái tên của nó thì chúng ta rất nhiều thắc mắc, lúc nào cũng đặt cái question trong đầu hết. Bánh gì thắc mắc giờ bây giờ Thanh nghĩ không ra luôn á. Rồi nha, nếu mà quý vị nghe rõ là cái câu chia sẻ của Thanh Nhã, chắc chắn là quý vị sẽ bánh này miền nào cũng biết lời. Là gì vậy? Miền nào cũng biết, nói chung là dễ lắm, không có được khó, hỏi bánh nhiều quá là không có được. Nhưng ta? Mà đến đây thì rất tiếc chương trình của mình trôi qua nhanh quá, không còn thời gian nữa. Thanh Nhã hy vọng rằng quý vị tận hưởng một mùa holidays cùng với gia đình thật là ấm cúng, nhiều niềm vui và lúc nào cũng là nhiều sức khỏe. Cùng với những dòng sản phẩm từ nhà tài trợ đến đây thì chắc là phải gửi lời chào đến quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Garden Cooking lần sau. Bye bye. Xin hẹn gặp lại quý vị. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng bạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm xăm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Xăm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Đồ Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi rồi, ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Chào
chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm. Qua số phone trên màn hình để nhận được quà từ Garden Cooking.